anh Hoàng cho em hỏi cảm giác của anh lúc này khi nào mà biết cái nghệ sĩ Tài Đồng Ngọc ra đi á, cảm giác của anh như thế nào anh ha? Không còn cảm giác gì nữa, anh hết biết cảm giác luôn, tại vì anh Tài anh đi lẹ quá, bất ngờ quá, nó đột ngột quá. Dạ, ông Hoàng đang bần thần không có hiểu luôn, bây giờ chưa tin luôn. Bây giờ chưa tin anh chia tay mất luôn. Tin là không ai ngờ nữa luôn rồi. Không ai ngờ. Anh lẹ quá. Thấy bây giờ đang lại mà có người chưa tin được á. Có nhiều người ở vùng sâu vùng xa người ta cũng chưa có tin cái này là sự thật. Chưa tin chưa đặt luôn á. Cuộc sống cái đau cái này nè mấy em ơi. Cái nồi cơm điện đứa con. Xa cũng quay phai quá. Đứa có bảo hành mà có người không có bảo hành. Dạ. Mọi người muốn đi lúc nào đi à? Anh tài xế với Tài nói là buổi trưa này 11 giờ anh tập thể dục trên cái thang bộ, anh chạy lên giờ xuống thì cái camera anh thấy anh lần cuối là 11 giờ thì 1 giờ mới phát hiện anh chết. Thì trong cái 2 tiếng đó không biết anh đi lúc nào mà đi không có vợ con. Đi trong cái thang bộ vậy không có vợ con người thân gì hết. Tại sao cả đời cống hiến nghệ thuật, cả đời cống hiến tiếng cười cho khán giả mà rốt cuộc đi như vậy sao? Đi đột ngột quá, đi tội quá. Tất nhiên là mỗi người được phải có ngày ra đi thôi, mình chắc chắn điều đó, mình tin điều đó là phải đi thôi. Nhưng mà anh đi lẹ quá, anh đi hồi sáng này anh còn khai máy chuẩn bị quay cái phim mới cho anh, 8 giờ anh còn chuẩn bị khai máy về rồi anh tập thể dục rồi anh đi luôn đó. Dạ. Thì cho con hỏi chú Tài với chú Hoàng á có một cái kỷ niệm nào mà sâu sắc không hả chú Hoàng á? Nhiều lắm. Anh nói không nổi đâu. Dạ. Anh em đã quay phim chung nhiều lắm. Những cái hài chung rồi quay những chung phẩm hài những cái phim chung với nhau nhiều. Mà cái đau là mọi người nghệ sĩ đã cống hiến cho khán giả, đã đem tiếng cười khán giả, mà cái gì buồn cái gì đau đớn là mình chịu hết. Bây giờ ổng chết trên cái thang bộ của cái nhà cao tầng đó, không ai biết hết. Cái camera khi phát hiện là giờ cuối ổng là 11 giờ, tới 1 giờ mới thấy ổng chết. Thấy không, 1 giờ trưa mới thấy ổng chết mà không có người thân, không là mình ai không biết ổng chết luôn. Mình phát hiện về trễ rồi hả chú, là mình không phát hiện khi mà chú té hả? Không phát hiện luôn, tại vì cái theo cái tài xế chứ Tài nói camera nó phát hiện ổng là lần cuối là 11 giờ rồi lên cái thang bộ là thấy ổng nằm ổng chết rồi, mà không biết chết lúc nào, lúc 1 giờ mới phát hiện ổng chết. Là xem camera là mình không biết hả chú? Xem camera lần cuối, camera nó coi lần cuối là 11 giờ. Yeah. Theo gia đình nói lại nha, chứ còn Tân Hoàng biết. Yeah, theo nãy Tân Hoàng vô, mà Tân Hoàng được cái hạnh phúc là Tân Hoàng đã vô kéo học nhà xác ra, kéo ra thăm được ảnh. Mặt đẹp lắm, mặt trắng nõn luôn. Yeah. Thích á. Chú có biết là bên đây chú Chí Tài là hiện giờ là coi như muốn về Mỹ là Việt Nam không? Không biết, ổng chết thì sao mình biết ổng muốn gì? Không, tao nói là có những người nhà. Cái đó là đại Tấn Hoàng nghe nói là chị Hương với anh Hoài Linh đang làm thủ tục cho anh về Mỹ, rồi không biết như thế nào. Đang làm thủ tục cho anh về Mỹ đó, mà không biết kết quả như thế nào. Mình không biết kết quả như thế nào. Mời cảm ơn tất cả khán giả đã thương anh Chí Tài. Đã thương anh Chí Tài như vậy thì thương tất cả nghệ sĩ hết, đúng không? Rồi mà khán giả thấy Chí Tài mất về, khán giả đau lòng như vậy thì trong ngoài rất xúc động, là thay mặt Chí Tài, thay mặt gia đình với Chí Tài cảm ơn bà con nhiều lắm. Dạ rồi, con chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn chú Hoàng đã chia sẻ những thông tin cho con. Dạ, có xin phép bắt tay chú. Cảm ơn con gái. Dạ. Cảm ơn con. Cảm ơn.
hay sao cô? Hả? Mình không vào được bên trong hay có sao? Người thân mới vô được, còn không có người thân mình đâu vô được. Nhưng mà mình là người thân hay như thế nào? Người thân là vợ của anh Chí Tài, là bà con của cậu với tôi nữa. À là bà con cậu à. Nhưng mà mình đứng đó thì cũng có người nhà đứng ở đó thôi, mình chỉ cần nói là vô được thôi. Có người thân mới dắt vô được, mà giờ không có thì tôi về rồi sao? Mở cửa. Chị Tài về Mỹ cả nhà. Mà con thì mình thấy ấy thì nếu mà quá thì bà con về giờ sát bây giờ trọng ít nhất là 3 ngày mới đưa ra được anh. 3 ngày tôi đục lâu lắm, còn 3 ngày đó là người nhà của chú ta chú lại ở lại em mới vô thăm trong này. 3 ngày có đưa ra rồi, ba ngày mới đưa. Anh ơi, có thể là cái lễ phí của chú là có thể là mình làm ở đây luôn chứ không anh? Cái này em chưa biết chính xác nữa, tại vì thông tin là một đại diện chuyên nghiệp đưa xác chúng ta về anh Mỹ và đến đây giờ chưa có nắm được chính xác rõ nữa, giờ đang làm thủ tục, giờ chúng ta đang làm thủ tục